Mình đang ở một cái nhà ga bên Nhật này, có một cái bồn để uống nước này rất là hay. Hầu như ở bên nhà ga Nhật, cho các bạn xem, có hai vòi, một vòi ở đây. Đây thêm một vòi để uống nước nữa. Đấy. Nước ở bên Nhật rất là ngon các bạn.